Quang Đậu xin chào các bạn. Quang Đậu hiện giờ là đang đứng ở trên cái trục lộ đường Tượng Tu núi dài. Đây là đường Võ Văn Kiệt đó các bạn. Trước đó là công viên luôn. Và xin giới thiệu các bạn, đây là một cái quán phở truyền thống của gia đình và cũng đồng thời là bán lẩu dề đặc sản luôn. Nó nằm trên cái số B13, 14 Võ Văn Kiệt, Phú Thủy. Đây là thuộc phường Phú Thủy đó các bạn. Lâu quá là cái trên con đường này mình chưa có ăn uống bao giờ, nhưng mà cũng là nhân cái dịp này cùng với nhạc sĩ Vĩnh Lộc và nhà thơ Phi Long đến cái cung đường này tìm quán phở để ăn, tại anh em cũng đói quá rồi. Đó, đây là cái công viên của Võ Văn Kiệt đó các bạn. Công viên tối thì rất đông, nhất là nhà là xe nhỏ để cho các em thiếu nhi chơi ở đây. Đó, và để xem thử tình hình bán buôn của cái quán lẩu dê Sơn Dương và cái quán phở bò này trong những cái ngày mà bệnh dịch corona là phát triển trên toàn thế giới, để xem thử cái trên con đường này buôn bán như thế nào. Nhưng mà mình sẽ đến cái quán phở này để xem tình hình ra sao. Hiện bây giờ là trong thời gian thì khoảng 3 giờ rưỡi đó các bạn. Quầy bán thì chưa dọn gì ra hết. Nói chung là bán cũng hơi ế đó các bạn. Đó, nhìn qua nhìn lại thì chỉ thấy bàn trống rỗng. Đó, đây là toàn cảnh của cái quán. Cái quán này được 2 lô đó các bạn, lô 13 và lô 14. Thì được biết là coi như là cái tiền mà thuê cái mặt bằng này là mỗi tháng như vậy là mỗi lô như vậy là 10 triệu. Như vậy tính ra 2 lô là chủ là phải trả được 20 triệu. Đó, 20 triệu. Đó, các bạn thấy là buôn bán tình hình dịch bệnh thì cũng hơi khó khăn. Quán này được biết là chủ cho biết là rất đông, nhưng mà bây giờ thì rất là ít người, vắng người. Đây là nhà thơ Phi Long đó các bạn. Nhà thơ Phi Long, anh cũng chuyên là viết thơ để cho các anh em phổ nhạc, mà phổ nhạc nhiều nhất là chỉ có nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Đây, nhạc sĩ Vĩnh Lộc đây các bạn. Ăn phở bò thì nhờ rau húng, thấy rau húng là mình thấy khoái mà. Thấy rau húng là thấy khoái. À, còn có cả rau quế nữa các bạn. Trong lúc chờ đợi thì hình như có cô bán vé số vào đây đó các bạn. Anh xin chào em. Vậy em bán vé số này là đã lâu chưa? Em mới bán là em ở quê Phan Thiết, là em từ đâu em đến? Em ở Phú Yên. Phú Yên hạ là Phú Yên thượng. Ủa thiệt chứ bộ, thượng là trên núi. Đó thì anh hỏi thượng thì là trên núi, mà hạ là dưới Chấp Chài đúng không? Rồi em ở đó là coi như là gia đình là có mấy anh chị em? Ba mẹ sống ra sao? Không có, ra anh hỏi thật mà. Vậy ha. Bây giờ là em là đi theo nhóm vô đây bán vé số ha. Ngồi bán vé số rồi em còn hỗ trợ, được sự hỗ trợ của ai là làm gì nữa không? Không ha. Vậy bán vé số một ngày là em bán được bao nhiêu? 200 tờ. 200 tờ vậy là em được bao nhiêu? 200 ngàn. Rồi bây giờ là gửi lại cho cái quầy của người ta thì bao nhiêu? Mình thu lại bao nhiêu? Em muốn 200 được 200 là mình hưởng ha. Rồi bây giờ em thấy nếu mà 200 ngàn thì cái chi phí, em ở nhà trọ với bạn thì một cái phòng đó là được mấy người? 10 người. Rồi chia ra là mỗi người trả bao nhiêu? Bạn biết nó cho ở luôn à? Hả? Tại cho ở không mà lấy tiền. Cho ở không lấy tiền. Tất nhiên là người ta là bao xong, người ta là cho em vô đây bán vé số và người ta sẽ thu cái lợi nhuận đó ha. Vậy ha. Rồi hàng tháng này em gửi về nhà là bao nhiêu? Có gửi về nhà không? Hàng tháng em về, đúng 1 tháng em về. Đúng 1 tháng em về thăm gia đình ha. Như vậy là bây giờ là em đi bán thì là dọc theo ở thành phố Phan Thiết, rồi còn có đi ra xa nữa không? Không ha. Em mới bán em đi gần. đi gần á. Rồi bây giờ là em có biết là virus corona không? Nghe ta nói ha. Rồi thôi bây giờ là ở đây các anh sẽ ủng hộ em nha, không nhiều nhưng mà với cái tấm lòng. Anh muốn hỏi thăm là em là như vậy là để là có một cái chút tình cảm gì đó đến với anh em ở đây là cùng chia sẻ với em nha. Rồi bây giờ là anh cũng cầu em may mắn là em bán làm sao cho hết để thu nhập cho 200.000 mỗi ngày, thì cái điều đó là các anh là mong muốn nha. Cảm ơn em nhiều nha. Vĩnh Lộc mua mấy tờ? Mỗi người tờ hả? Mỗi người tờ hả? Trúng thì mình nếu mà trúng thì bây giờ mình nhớ em, em cho cái số điện thoại, đọc cái số điện thoại đó cho anh em nhớ, nếu mà trúng sẽ ủng hộ cho em. Không có điện thoại ha. Rồi mình nhớ mặt ba này không? Không nhớ ha. Rồi thôi bây giờ lúc đó là sẽ coi trên YouTube nha. Đây là anh quay nè, đó thấy không? Quay nè, rõ ràng không? Coi YouTube mà thấy mặt hai này. Anh này là giới thiệu cho em là nhà thơ Phi Long, nhà thơ là viết thơ để cho nhạc sĩ Vĩnh Lộc là phổ nhạc. Nhạc sĩ Vĩnh Lộc nha, nhớ nha. Hỏi trúng là coi như là anh sẽ nhắn trên là tin trên này. Em nào mà bán giấy số cho là cho anh Vĩnh Lộc trúng. Rồi đây có rồi, anh Vĩnh Lộc không mà anh không có bật tiền. Anh là nghèo lắm rồi. Anh là nghèo lắm. Quay được ngon lên. Phở này rất ngon nha, chưa ăn mà nghe cái mùi là hấp dẫn rồi hả? Ok. Hỏi gia truyền hả? Hỏi gia truyền hả? Gia truyền từ đâu em? Không có nậu gì hả? Trời ơi, 3 thế hệ luôn, 4 thế hệ luôn. Quá trời luôn. Rồi thôi anh em mình từ xương. Xương ống bò. Phải xương gì phải nói rõ ràng chứ, nói xương là từ cái cục chợ Kim Liên. Ủa có hả? Có luôn. Ủa vậy ha, cái đó anh không biết rồi, cái đó em bán là em biết cho anh đâu có biết đâu. Wow, nghe cái mùi là được đâu. Bây giờ anh em đói quá. Đây bây giờ mình ăn phở này. Mời anh em ăn phở luôn nha. Rồi. Rồi phở. Rồi xin mời nha. Rồi nhà sĩ Vĩnh Lộc để ăn thấy ngon cả nha.